Hello, xin chào cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Trinh Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Trinh cùng ông xã sẽ đi về bay về Mỹ. Sau 2 tháng rời khỏi Mỹ, rời xa nhà, thì Trinh đã dành 1 tháng 10 ngày ở Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, cùng và 20 ngày thì Trinh đã cùng ông xã đi du lịch ở châu Âu. Thì hôm nay Trinh với ông xã đang trên đường đi về Mỹ lại. Thì bây giờ Trinh đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9 giờ 30 phút sáng, nhưng Trinh và ông xã đang có mặt lúc 6 giờ sáng đây cả nhà ơi. Thì sáng nay rất là đông, rất là nhiều người để đi về Mỹ, đi về các nước khác, đi rời Việt Nam thì rất là đông, thì cũng khá là nhiều người thân gia đình rất là đông đưa tiễn người nhà của mình rời Việt Nam. Thì giây phút này là khá, với Trinh thì khá là bồi hồi xúc động, nhưng với Trinh thì không có ai đưa, nhưng mà chỉ đi có hai vợ chồng thôi, nhưng mà cũng khá nhìn thấy quang cảnh thì cũng khá là xúc động rồi cả nhà. Thì chuyến bay của Trinh là Trinh đi hãng Delta, thì sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc. Thì hôm nay Trinh sẽ hướng dẫn, Trinh sẽ chia sẻ với cả nhà về cái cách đi để mình quá cảnh Hàn Quốc, mình đi kiểu sao cho nó nhanh, tại cái sân bay Hàn Quốc rất là lớn. Thì Trinh cũng chia sẻ trong video này, rất mong được cô chú anh chị cùng các bạn xem hết video nha. Trinh sẽ review rất là chi tiết từng giai đoạn để cô chú anh chị, những người nào chuẩn bị đi và đang chuẩn bị đi đến Mỹ thì có cái hình dung cụ thể để mình đi cho tự tin hơn nè. Bây giờ thì Trinh đang chuẩn bị bỏ hành lý vào check in ở từ Việt Nam qua Hàn Quốc. Thì Trinh sẽ đi hãng Vietnam Airlines, thì Trinh rất là thích Vietnam Airlines. Trinh đã có một số cái video review cái hãng Vietnam Airlines cho cả nhà xem rồi. Thì Trinh rất là thích Vietnam Airlines nha. Đây thì Trinh dòng xã sẽ đi cái dạng ưu tiên, thì được check-in sớm hơn, không có cần phải xếp hàng bên cái hãng bình thường bên này. Đó thì Trinh dòng xã sẽ được cái dạng ưu tiên là được check-in sớm, hoặc là cả nhà có thể, nếu mà cả nhà muốn đi thì muốn check-in sớm thì nên check-in online trước. Thì khi đó thì vô họ có một cái đường line là check-in online cho mình, là họ ưu tiên cho mình trước. Thì Trinh với ông xã đi được 4 vali, mỗi người được 2 vali ký gửi và 2 cái hành lý xách tay, là 2 cái hành cái vali nhỏ nữa. Thì nếu mà đi quốc tế thì cả nhà nên đi sớm từ 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng vì rất là đông. Mình sẽ qua một cái cửa là control passport và một cái cửa cổng an ninh nữa, nên là cả nhà nên đi sớm nha, tại vì ở đây họ bay rất là nhiều nước, không phải gì riêng một nước Mỹ không. Cả nhà thấy không, rất là đông luôn và sắp hàng rất là dài. Vì là Trinh đi khá sớm nên Trinh có nói cho anh taxi dừng lại cho Trinh mua, chỉ mua Trinh mua được 2 ổ bánh mì rất là ngon. Và ông xã Trinh thì đang sau khi qua cửa an ninh xong xuôi rồi thì ông xã Trinh sẽ order ở trong đồ ăn ở sân bay và cà phê ở sân bay, trong ở sân bay luôn. Chắc chắn cả nhà là rất là đắt đó, toàn là tính bằng tiền đô không à, nên là cả nhà nếu mà đi thì mình thủ đồ ăn ở ngoài đem vô. Và Trinh rất là thích, Trinh sợ Trinh sẽ nhớ đồ bánh mì Việt Nam nên Trinh mua 2 ổ bánh mì để Trinh ăn trên máy bay. Trinh không có order ở trên sân bay, còn xã Trinh thì order nè. Nó cà phê đồ này kia rất là mắc luôn cả nhà ơi. Look, honey, this is a $20 coffee and donut. $20 total. $15. It's like ridiculous. 20 đô. 19. This donut's worth 20. 19 đô tổng cộng 19 đô tại cả nhà. Mà ăn không ngon. Một chai nước này là nhiêu? 5 đô. $5 for water. Yeah. Đó nên là cả nhà cứ chuẩn bị nước thì vô đây mua được, nhưng mà chờ chút là mình lên máy bay là mình có nước rồi. Cả nhà có thể chuẩn bị như Trinh chuẩn bị bánh mì ở ngoài nè. Trinh nãy Trinh đi taxi nhờ anh taxi dừng lại và mua bánh mì. Đó, bánh mì chỉ có 20 ngàn một ổ thôi, mua 2 ổ nè, ngon không? 2 ổ bánh mì. Thì cho thêm tiền bo cho anh taxi nữa mà còn rẻ hơn ở đây nữa. Bánh mì ở đây là $7 là 140, gần 150 ngàn một ổ bánh mì mà không ngon. Còn mình mua ở ngoài rất là ngon nè nha. Đó. Có chả lụa, chả bông là đủ thứ ấy. Thịt nguội, rau rác, rau giá rất là ngon, vừa chua.
Sau khi ăn sáng uống cà phê xong thì Trinh với ông xã đã có mặt trên máy bay, chuẩn bị máy bay cất cánh. Thì cái giây phút này Trinh nhìn Việt Nam, nhìn ở ngoài Trinh rất là xúc động, mà không biết chừng nào mình sẽ trở lại Việt Nam và rất là nhớ nhớ Việt Nam đó cả nhà. Đó, đây là Trinh chuyến bay Việt Nam Airlines. Trinh cũng có cái video review về Việt Nam Airlines bay thẳng từ San Francisco về thẳng Sài Gòn. Nếu ai cô chú anh chị nào chưa xem thì xem, muốn xem thì xem cho biết, vào kênh của Trinh xem cho biết nha. Thì từ Việt Nam qua Hàn Quốc tầm khoảng 5 tiếng, hơn 5 tiếng thì họ Việt Nam Airlines lại sẽ cho mình một bữa ăn, một bữa ăn ở trên máy bay luôn. Thì Trinh đã order mì và cơm, thì đây là cái phần ăn của Việt Nam Airlines. Trong này có một món chính, bánh mì, bơ và salad, còn có là trái cây tráng miệng và hai cái ly nhỏ đó là trà hoặc cà phê hoặc là rượu. Nếu ai uống món gì thì cứ gọi món đó. Thì ông xã Trinh thì rất là thích bánh mì, và ông xã Trinh đã chét bơ vô bánh mì ăn. Ông xã Trinh rất là thích bánh mì Việt Nam đó cả nhà, nên là ăn chứ lại bơ rất là ngon. Trinh thì Trinh order cái món món cơm, cơm bò hay gì đó. Trinh cũng thấy là để nó để hai món, mình có thể chọn một trong hai món, thì Trinh sẽ order hai món, một món cho ông xã Trinh và một món cho Trinh. Thì ông xã Trinh thì sẽ là ăn mì, còn Trinh thì ăn cơm. Nhưng mà nói thật ra thì Trinh cũng vừa ăn sáng vừa ăn ổ bánh mì, nên là Trinh cũng chưa có đói lắm, cũng ăn cho vui chứ chưa có đói lắm đó cả nhà. Ông xã Trinh thì rất là hào hứng đồ ăn Việt Nam, nên là ông xã Trinh rất là thích đó. Ông xã ăn order món mì với lại bò, có rau xào kèm theo nữa. Nhìn thức ăn cũng rất là bắt mắt và nóng hổi luôn cả nhà ơi. Đó, đây là phần cơm của Trinh nè, dở ra rất là nóng, thơm mùi bò rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Điểm 10 cho cái món này quá. Cơm thì dẻo, nóng, rất là ngon. Bò thì ăn mềm, vừa ăn lắm cả nhà. Nên là Trinh cũng rất là thích ăn đồ ăn trên Việt Nam Airlines hơn là những cái hãng khác. Thì về Việt Nam, khi mà Trinh vào thành phố Hồ Chí Minh chưa đỡ một quê gần một tháng, thì khi mà Trinh vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị bay sang Mỹ lại, thì Trinh bị sốt cả nhà. Trinh bị sốt liên tục một tuần luôn, không biết sao mà thời tiết khí hậu trong thành phố Hồ Chí Minh nóng quá hay sao mà Trinh bị sốt một tuần luôn, nên là Trinh cũng bơ phờ hết, Trinh cũng không có ăn được gì nhiều. Nào nãy Trinh ăn bánh mì rồi nên bây giờ cũng không có đói bụng lắm, nhưng mà Trinh thích ăn rau để cho nó có chất thôi, chứ Trinh cũng không có thích ăn lắm. Thì bây giờ còn khoảng một tiếng nữa thì máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Thì Trinh sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc. Ở trước mặt Trinh thì có vài chị sẽ đáp ở Hàn Quốc, và họ đang điền đơn để nhập cảnh vào Hàn Quốc. Đây, bây giờ máy bay đang đáp xuống Hàn Quốc đây cả nhà. Ở ngoài thì trời cũng hơi mù, sương mù nên cũng không có thấy rõ lắm. Thì bây giờ Trinh đã đáp xong Hàn Quốc, ở Hàn Quốc, và đi ra khỏi máy bay. Bây giờ bắt đầu transfer để đến cái hãng Delta. Thì cả nhà nhớ lưu ý cái đoạn này thì rất là
bối rối với Trinh. Lần đầu tiên mà Trinh đi mấy năm trước, lần đầu tiên Trinh đi á, là Trinh cũng bị chậm trễ cái đoạn này. Hôm nay thì Trinh và ông xã chỉ có hơn 2 tiếng để qua cảnh thôi, không có nhiều, nên là tranh thủ đi cho nhanh. Ở đây thì mình cứ đi theo cái hướng dẫn ở trên, những cái biển báo ở trên đó cả nhà. Thì họ nói, họ chỉ biển báo họ chỉ là transfer, thì mình cứ đi theo cái hướng họ hướng dẫn ở trên đó. Và nhớ lưu ý là mình cái chuyến bay tiếp theo của mình ở terminal mấy, và mình sẽ đi theo cái hướng dẫn đó nha. Thì ở bên này họ yêu cầu là phải đeo khẩu trang nha cả nhà. Mình phải đeo khẩu trang khi vào sân bay ở bên này. Thì ở đây thì có hai cái bên, có hai cái dãy để họ cho một cái bàn. Có hai cái bàn để họ ghi chép những cái người này thì họ đang nhập cảnh vào Hàn Quốc, nên họ phải cần phải ghi chép khai báo hải quan, khai báo những gì họ đang mang vào Hàn Quốc. Thì mình transfer thôi, mình đi đến Mỹ nên mình không có cần điền đơn gì hết. Mình cứ bỏ qua cái đoạn này nha. Mình vẫn đi tiếp tục và di chuyển về COVID. Phía trước khi mà họ có cái biển báo transfer đó, họ có mũi tên, thì mình cứ tiếp tục đi vào bên đó. Mình không có đi vào cái cổng bên cái cổng bên này là cái cổng đi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Còn mình thì cứ transfer, chỗ nào transfer là mình cứ đi nha. Thank you. Yeah. Hmm? Yes, yeah, yeah. I should do that carefully. That's what I thought you were. That's what I was trying to tell you. Thì sân bay Hàn Quốc khá là rộng nha cả nhà. Sân bay Incheon của Hàn Quốc rộng lắm, nên đi rất là lâu luôn. Nãy giờ đi mấy đoạn rất là lâu luôn mà chưa có cái cổng, chưa có cái chỗ mà mình đến được cái ra khỏi cái sân bay này mà để mình đi đến tàu điện ngầm. Để kiểm tra lại chắc chắn ở cái hãng Delta này, nó ở cái terminal mấy, thì ông xã Trinh sẽ kiểm tra lại để cho mình đi cho đúng cái hướng họ có hướng dẫn đó. Terminal 1 này, từ 1 đến cổng 1 đến 50, thì mình sẽ, ông xã Trinh sẽ kiểm tra lại trên cái app của Delta. Thì khi mình đi như thế này thì mình tới sân bay thì mình cập nhật vô cái wifi và mình sẽ kiểm tra thường xuyên trên cái app của Delta nha cả nhà. Tại vì có thể máy bay nó vào cái cổng này nó bị kẹt thì nó sẽ vào cái cổng khác, nên mình phải kiểm tra thường xuyên để coi nó có cái gì thay đổi thì nó cập nhật ở trên cái app này. Departure gate 246, terminal 2. Đây là cổng của Trinh, là cổng 2246 và terminal 2. Nên là bây giờ mình bắt đầu mình kiểm tra lại và mình đi tiếp. Thì đây là terminal 2 và 229 đến 276. 270 thì mình 246 thì đi cái cổng này nha. Và bây giờ thì Trinh và ông xã sẽ vào đây. Thì ở sân bay Hàn Quốc thì vào đây họ sẽ kiểm tra an ninh một lần nữa. Cả nhà cứ đi thẳng vào thì cái cửa này nó tự động nó sẽ mở, và vào bên trong này thì sẽ bỏ hành lý lên và đi qua cửa an ninh một lần nữa. Sau khi qua cửa an ninh xong thì Trinh và ông xã sẽ đi xuống thang máy để đi tìm cái tàu điện ngầm á, để mình đưa mình đi qua cái terminal 2 á. Thì sau khi xuống thang máy xong thì ở đây mình có cái cổng, ở đây họ có bảng biển báo và mình tiếp tục đi theo cái hướng dẫn đó. Thì nếu cả nhà có gì thắc mắc có thể lại cái bảng nhỏ bên này để mình kiểm tra cái chuyến bay của mình nè. Đó, ở đây nó có rất là nhiều thông tin. Và mình có thể chọn cái bảng tiếng Anh. Đây có chữ tiếng Anh đó, thì mình sẽ có thể mình chọn tiếng Anh để mình biết thêm thông tin về chuyến bay của mình. Đó là cái bảng báo Terminal 2 và đi từ 200 mấy đó. Có nghĩa là ở trong đó có cái cổng của Trinh.
Và có thể mình kiểm tra ở cái bảng lớn, ở cái bảng lớn ở về thông tin chuyến bay. Đó, ở đây nó cũng đầy đủ thông tin hết. Mình có thể mình đứng lại để mình kiểm tra cái thông tin của chuyến bay của mình ở cái cổng máy, terminal máy. À, nó rất là tiện lợi. Đó, terminal 2 và ở mọi họ sẽ có biển báo rất là nhiều nhiều nơi đó, thì họ hướng dẫn có cái mũi tên xuống, thì mình bây giờ mình sẽ đi xuống cái thang máy, thang cuốn này, đi Hello, xuống honey. dòng ở dưới. Sau khi xuống thang cuốn này thì mình tiếp tục lại đi xuống thêm thang cuốn lần nữa. Ở dưới này cũng rất là đông, sân bay Hàn Quốc cực kỳ đông luôn cả nhà và rất là rộng luôn. Nên là mình phải tranh thủ chạy cho nhanh, chứ có 2 tiếng quá cảnh là sợ, nhiều khi sợ không kịp đó. Nên là trên nhóm xã chạy tốc độ luôn, và cả nhà có thể là mang giày thiệt là gọn gàng và đồ quần áo thiệt là thoải mái để mình có thể mình di chuyển cho nó nhanh. Thì bây giờ Trinh đang đứng ở đằng trước cái ngay chỗ cái tàu điện ngầm và đang chờ. Đây họ cũng có cái biển báo, cũng có cái terminal 2 nè. Rồi từ 229 đến 270. Đó thì mình đứng đây mình đợi cái cổng nào họ cho mình đi vô, cái cửa nào có cái số cổng của mình thì mình đi vô đi vào đó, họ cũng có hướng dẫn hết. Đó, bây giờ mình Trinh với ông xã đang đợi tàu điện ngầm đến, và tàu điện ngầm sẽ chuyển mình qua cái terminal 2. Sau khi rời cái tàu điện ngầm thì Trinh và ông xã tiếp tục đi theo mũi tên họ hướng dẫn, và bây giờ bắt đầu đi lên cái thang cuốn ở trên. Nó họ hướng dẫn đi lên cái terminal 2.
2, Terminal 2. It was built about finished building about 5 years ago. I think I flew through it for the first year in 2018. Ở sân bay thì họ có nước uống miễn phí và mình sẽ kê cái chai nước, mình nhớ đem theo một chai nước không nha cả nhà, để mình đến đây và mình rót nước miễn phí, tại vì mình đi đường xa lắm, họ đâu có cho mình đem nước đi theo, nên là mình vào sân bay là mình phải có một cái chai không để mình rót nước mình uống, chứ không thì là cực kỳ khát nước luôn, tại mình chạy xa lắm. Ở sân bay này họ bán đồ cũng rất là nhiều, từ mỹ phẩm nè, dầu thơm đủ loại hết cả nhà, thì có rượu có này kia đủ thứ hết, nên là lúc trước lâu rồi ông xã Trinh cũng mua một lốc son môi cho Trinh, nhưng mà cũng ở cái sân bay này luôn, nhưng mà vì xài nó không có được tốt lắm cả nhà, nên là Trinh không có bao giờ muốn mua ở đây nữa. Đây là Trinh đã đến cái Terminal 2 và bây giờ Trinh sẽ tìm cái cổng của mình. Đó, cái cổng của mình là cổng số mấy, thì mình sẽ đi đến cái cổng đó, họ cũng có cái bảng lớn để cho mình nhìn, ở đây là cổng 248 rồi nè, hãng bay nào là họ có để hết, cũng tới đây là cũng đã tới rồi, cũng cực kỳ dễ, tới đây là cũng dễ rồi cả nhà, chứ lần đầu tiên Trinh đi, hai mẹ con Trinh đi mà không có ông xã đó, đi lần đầu tiên ra nước ngoài nữa, quá trời khó luôn. Đây là cổng của Trinh là 246, thì Trinh thấy đang trước mặt rồi đó, tới rồi đó cả nhà. Đi với ông xã thì nhanh hơn, và ông xã hướng dẫn cho Trinh cách đi nó nhanh hơn lúc mà Trinh đi một mình, nên là cả nhà nếu mà ai mà đi một mình á, nên là hơi bị bối rối cái khúc đoạn này, đoạn từ sân bay quốc tế chuyển qua sân bay transfer qua cái đoạn cái terminal khác. Trinh lần đầu Trinh đi, Trinh chạy hai mẹ con Trinh chạy mà đúng hơn 3 tiếng đồng hồ mà mới tìm ra cổng. Rồi Trinh đã đến cái cổng 246, thì ở đây đã nhìn thấy hãng Delta rồi cả nhà. Đây thì có vài nhân viên tới và họ đã hỏi mình đi đâu, họ kiểm tra thông tin của mình trước, rồi họ kiểm tra luôn cái visa của Trinh luôn. Thì ở đây họ không có cho Trinh quay phim nên là Trinh không có quay được nhiều. Thì Trinh nói lại cái chỗ mà họ kiểm tra visa và kiểm tra, thì Trinh là visa cái thẻ xanh, Trinh có thẻ xanh 2 năm và Trinh đang xin thẻ xanh 10 năm. Trong quá trình chờ thẻ xanh 10 năm về thì họ có cho Trinh một cái tờ giấy gia hạn, cái thư gia hạn là 24 tháng. Thì Trinh cũng đem ra đưa cho họ xem luôn để coi họ coi có hợp lệ hay không. Thì cả nhà nhớ chuẩn bị trên tay mình là cái passport nè, cái thẻ xanh và thẻ xanh hết hạn và cái từ giấy gia hạn, nếu mà các cả nhà có ai trường hợp giống như Trinh thì nhớ chuẩn bị những hồ sơ đó sẵn sàng để mình chỉ ra liền, mình show ra liền nha. Rồi bây giờ Trinh đã có mặt trên chuyến bay Delta để đi đến Mỹ. Thì Trinh thấy rất là cũng nhiều người đến, nhiều người đi rất là nhiều, nhưng mà không biết cái chiếc máy bay này cũng khá là lớn, nhưng mà không biết có đầy có full ghế hay không, thì để mình coi thử nha.
Ok, máy bay cũng chuẩn bị cất cánh rồi cả nhà ơi. Đó, đang chuẩn bị về Mỹ thôi. Đây là máy bay Delta, hãng Delta của Mỹ đó cả nhà. Thì bây giờ máy bay đã cất cánh rồi cả nhà, nên bây giờ trên ở trên hãng Delta này họ cũng cho Trinh ăn, cũng cho hành khách ăn bữa ăn mà. Thì mình bay dự kiến từ Hàn Quốc đến Trinh sẽ đáp Atlanta, sân bay quốc tế Atlanta, thì khoảng 12 tiếng, hơn 12 tiếng thì họ sẽ cho ăn hai bữa. Thì đây là bữa ăn của hãng Delta. Lúc này Trinh cũng còn khá là mệt, Trinh bay 5 tiếng và chạy một đoạn khá là mệt, nên Trinh cũng còn ổ bánh mì, nên Trinh không có thích ăn, Trinh không có muốn ăn nữa. Ở đây có cơm nè và thịt giống như thịt ba rọi, họ xào với kim chi cả nhà. Thì đồ ăn của hãng Delta thì họ, ví dụ như họ đang ở Hàn Quốc thì họ sẽ ăn theo cái thức ăn của Hàn Quốc, và họ mang thức ăn của Hàn Quốc lên máy bay và họ sẽ phục vụ cho hành khách. Thì ông xã Trinh rất là thích, cực kỳ thích cái kim chi xào với thịt này luôn, có mè nữa, nên ông xã Trinh rất là thích. Nên phần của Trinh thì ông xã Trinh nói nếu mà Trinh không ăn thì ông xã sẽ ăn luôn. Chưa bao giờ Trinh thấy đi máy bay mà ông xã Trinh lại ăn ngon mà ăn hai phần ăn liên tiếp như vậy luôn á. Bên này là phần ăn của Trinh nè, để coi ở trong này có cái gì nha. Nhìn nó ngon không, cũng nấm, cũng hấp dẫn, cũng thơm, để coi thử nè. Ồ, cũng cơm luôn cả nhà, Trinh thấy cơm giống như là cơm nấu với đậu đen á, cái hộp nó hơi đen đen nè. Wow, cũng mây chang, cũng là kim chi xào dưới thịt, trong này có nấm đùi gà nữa nè. Đó. Còn cái hộp trắng trắng bên kia Trinh cũng không biết cái gì, Trinh cũng không có ăn nữa. Đây là bữa ăn thứ hai, bữa ăn này bữa ăn nhẹ thôi cả nhà, còn có bánh mì. Thì ở trong này giống như là bơ hay là chi hay là cái gì á, Trên thì Trên không có ăn. Bên này thì có dưa chua và trái cây. Thì Trên thì Trên đang mệt, Trên đang bệnh nên Trên cũng không có ăn mấy cái món này, nên là ông xã Trên ăn thôi. Sau hơn 12 tiếng thì cũng đã đến Mỹ rồi đây cả nhà. Đây là cái sơ đồ hành trình đi, thì chuẩn bị đáp xuống sân bay Atlanta. Bây giờ trên máy bay của Trinh đang hạ cánh đáp xuống sân bay Atlanta. Wow, sau thời gian 2 tháng xa nhà, xa nước Mỹ, bây giờ thì Trinh đang di chuyển ra ngoài và chuẩn bị lấy hành lý qua an ninh và chuyển tiếp chuyến tiếp theo là về Austin, tiểu bang Texas. Ở đây Trinh chuẩn bị đi vào cái chỗ mà vô an ninh họ kiểm tra passport đồ này kia để nhập cảnh vào Mỹ đây cả nhà. Giờ Trinh đã qua cái cổng an ninh, qua cái kiểm tra passport vào nước Mỹ. Thì như Trinh đã nói, Trinh chỉ có thẻ xanh 2 năm và một cái thư gia hạn. Thì họ chỉ kiểm tra và họ không có hỏi một cái vấn đề, không có hỏi một câu hỏi nào hết nha. Đi rất là ok. Thì nên là Trinh cũng muốn nói đây là quý anh chị và các bạn nào mà có thẻ xanh giống dạng như Trinh thì cứ mạnh dạn, chứ không có cái vấn đề gì phải lo, mình có cái gia hạn là ok rồi. Sau khi lấy hành lý xong thì Trinh và ông xã sẽ kiểm tra cái chuyến bay đi từ Atlanta về Austin là chuyến số mấy, và tiếp tục đi về cái cổng đó. Thì hành lý Trinh đã lấy xong và ký gửi và làm thủ tục, quay lại làm thủ tục để là cho chuyến tiếp theo bay về Austin. Nên là khi mà đến Atlanta là tất cả mọi người phải lấy hành lý ra.
Đó, và trên cổng xã cũng làm tương tự và đã ký gửi xong, thì bây giờ đi tìm cổng Delta. Và đây là cái tàu điện ngầm để đưa các hành khách từ cổng sân bay quốc tế đến sân bay nội địa. Ai có chuyển tiếp, ai có transfer thì đi tiếp chuyến tiếp theo, là đi qua trên cái tàu điện ngầm này. Thì trên dòng xã sẽ có là 3 tiếng, 3 tiếng đợi ở sân bay Atlanta để về Austin. Nên là bây giờ trên dòng xã sẽ đi lại cái chỗ Delta Sky Club đó. Ngay chỗ này là họ cho đồ ăn, thức uống miễn phí. Mình muốn ăn gì đó ăn, mình muốn uống gì đó uống. Đồ ăn cũng lúc trước trên cũng có review vài lần về cái Sky Club này của Delta rồi. Nên là đồ ăn, Trinh hy vọng là đồ ăn rất là ngon. Thì sau khi ăn uống xong xuôi rồi thì ngồi để đợi, cũng còn khoảng 2 tiếng nữa thì Trinh mới, Trinh giống xã mới tiếp tục chuyến bay tiếp theo. Thì ở đây cái Sky Club này rất là đông, cực kỳ đông khách luôn. Lúc nào Trinh cũng thấy đông, giờ là khuya rồi mà vẫn còn đông đó. Giờ đã xong thì giờ trình do ông xã tiếp tục ra cổng máy bay và bay về Austin. And now keep on walking. Three women, two men. No, it's just the same. You have two things. But then over here on this side. Okay. They have two women. There's no men. Oh, no men over there. Over there. Oh. Your attention, please. Airport security alert. Please maintain control of your bags at all times. Bây giờ Trinh với ông xã đi bắt đầu di chuyển ra máy bay và chuẩn bị bay về Austin đây cả nhà ơi. Còn khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa từ Atlanta đến Austin. Ok, tạm biệt Atlanta và đi Trinh đi về Austin đây. Wow, ngốc nghếch cũng gần bay gần 30 tiếng tổng cộng đó cả nhà, từ lúc rời khách sạn ở Việt Nam đến đến Mỹ, đến về nhà chắc cũng khoảng 30 tiếng, rất là mệt, rất là đuối luôn. Trinh bệnh mà đi dài lâu lâu giờ lâu tiếng quá nó mệt. Ok, sau 2 tiếng rưỡi bây giờ chuẩn bị đáp xuống sân bay Austin, từ Atlanta về Austin khoảng 2 tiếng rưỡi đó cả nhà. Đó, đây là Austin về đêm, bây giờ là khoảng 12 giờ rưỡi, gần 1 giờ rồi cả nhà ơi. Quá đuối rồi, quá mệt rồi. Nên là tới Austin rồi thì Trinh cũng tạm dừng video nha. Đây là Austin nhìn từ trên cao đi cả nhà. Came here some night, we took a late night flight or something.
Bye. Oh, hello. We're bye back. Bye-bye. See you next trip. See you in a few months.